chào quý thính giả đã đến với kênh Thời sự News. Kính thưa quý thính giả, trong mấy ngày qua có rất nhiều người gửi thư viết cho ban biên tập chúng tôi muốn biết về thông tin của điệp viên ca sáo. Yêu cầu này trước đây khoảng một tuần lễ thì chắc chắn chúng tôi không thể đáp ứng. Nhưng vào thời điểm hiện nay, khi chân tướng của điệp viên đã bị bại lộ, vợ con anh ấy cũng được tướng Bùi Cao Khánh đưa về Việt Nam an toàn. Nên đối với anh ta, không còn gì là bí mật nữa. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về nhân vật này trong mỗi video một đoạn ngắn. Có thể có những bí mật khác chúng tôi biết không dám chia sẻ bởi điều đó sẽ làm hại cho anh ta. Những gì chúng tôi tiết lộ đều đã được thông qua giám sát và hoàn toàn vô hại. Điệp viên K6 là người Trung Quốc tên Trần Chí Bảo, là một lính đặc nhiệm đóng quân ở phía bắc biên giới Việt Nam. Anh ta bị tướng Việt Nam Bùi Cao Khánh thuần phục khi cả đơn vị của anh ta bị bao vây không lối thoát. Tướng Việt Nam thay vì hạ sát cả đại đội gần 100 lính đặc nhiệm Trung Quốc nhưng đã thả họ về bên kia biên giới. Vì cảm phục đức độ và ân cứu mạng, người sĩ quan này đã làm nội gián cho tướng Bùi Cao Khánh hơn 3 năm qua. Sau khi được chuyển công tác đến Campuchia làm cận vệ cho tướng cố vấn Trung Quốc Lý Tắc Thành, viên sĩ quan này đã cung cấp rất nhiều tin tức quân sự quan trọng cho phía Việt Nam. Anh ta cũng bị ảnh hưởng nặng nề về tính đức độ của tướng Việt Nam, nên nhiều lần không ra tay hạ sát tướng Lý Tắc Thành, dù có cơ hội ngon ăn. Khi bị tướng Lý Tắc Thành phát hiện và bị truy nã gắt gao tại Campuchia, Trần Chí Bảo đã được sự giúp đỡ của nhiều cơ sở bí mật tại Campuchia của người Việt Nam và chạy thoát qua biên giới ngã ba Đông Dương. Tướng Bùi Cao Khánh cũng đưa cả vợ con anh ta từ Trung Quốc sang Việt Nam lánh nạn. Tuy nhiên, cha mẹ của anh ta bị quân đội Trung Quốc bắt giữ. Hiện nay, phía Việt Nam đang thỏa thuận với Trung Quốc để cứu cha mẹ của Trần Chí Bảo đưa về Việt Nam. Nguyễn Phượng Hòa là hai tướng cấp cao của Trung Quốc, đều có con trai đang bị tù ở Việt Nam. Bởi vậy, hai viên tướng này chỉ chấp nhận trao đổi người khi hai con của họ được Việt Nam chấp nhận. Chắc chắn là phía Việt Nam sẽ đồng ý với các điều khoản mà Trung Quốc đưa ra. Tuy nhiên, đến giờ phút này, phía Trung Quốc vẫn đang gây khó dễ khi thay đổi cách thức trao đổi liên tục. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có cuộc nói chuyện với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, nhưng không đem lại kết quả khả thi. Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho rằng người Việt Nam không nên tin Trần Chí Bảo bởi anh ta là người Trung Quốc. Từ khi nhân vật này bị bại lộ thân phận phải chạy về Việt Nam, nhiều cơ sở tình báo của Việt Nam tại Trung Quốc và Campuchia cũng bị bại lộ. Có ý kiến cho rằng, cái gì đã thuộc về bản chất thì không có gì thay đổi. Trần Chí Bảo là người Trung Quốc bản chất gian manh, xảo quyệt. Có thể anh ta sẽ phản bội Việt Nam như cái cách mà anh ta từng phản bội lại Trung Quốc. Việt Nam nên vắt chanh bỏ vỏ với những con người như anh ta khi không còn lợi dụng được nữa. Xoay quanh câu chuyện này, tướng Bùi Cao Khánh lại cho rằng những lời nói trên chỉ mang tính chất gây kích động hận thù. Dù Trần Chí Bảo là người Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cũng có người diss người das, người tốt người xấu. Trần Chí Bảo đã đem cả vợ con sang Việt Nam, thì không có lý do gì mà anh ta phản bội lại người Việt Nam. Thế nhưng câu chuyện này không dừng lại ở đó. Những kẻ thân tào vì muốn đạp đổ tướng Bùi Cao Khánh đã nói rằng tướng Khánh bênh vực Trần Chí Bảo bởi vì vợ tướng Khánh là người Trung Quốc. Theo sự phân tích như trên, cũng có lý, nhưng Trần Chí Bảo là người đầy bản lĩnh, nhân vật này sợ tướng Bùi Cao Khánh vì muốn cứu cha mẹ mình nên có thể bị kẻ gian hãm hại, cơ đồ sự nghiệp, có thể vì thế mà tan nát. Vì vậy anh ta đã viết đơn lên chính quyền Việt Nam để cho anh ta tự lo liệu chuyện riêng của mình. Được biết sau khi viết đơn với những lời lẽ thống thiết, Trần Chí Bảo đã xin gặp ân nhân của mình là tướng Bùi Cao Khánh. Hai nhân vật đã gặp nhau vào tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận về chuyện cứu mạng cha mẹ của Trần Chí Bảo. Có nhiều người khuyên tướng Bùi Cao Khánh không nên đi gặp, bởi vì sợ Trần Chí Bảo được lệnh từ Trung Quốc sẽ hãm hại ông. Họ khuyên ông nói chuyện qua điện thoại là tốt lắm rồi. Tuy nhiên những chuyện quan trọng như vậy không thể nói hết qua điện thoại. Bản thân tướng Khánh và Trần Chí Bảo đều là những nhân vật tình báo mà Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ. Điện thoại bị nghe trộm có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Chính vì thế, tướng Khánh đã đi gặp Trần Chí Bảo. Sau 4 năm, hai người chưa từng gặp nhau. Theo nguồn tin trên, Trần Chí Bảo muốn sang Campuchia nộp mạng cho tướng Lý Tắc Thành và hy vọng hắn thả cha mẹ của anh ta. Nếu tướng Lý Tắc Thành chấp nhận thả cha mẹ và nhận thêm phần quà là con trai hắn đang bị tù được thả ra, thì có lẽ hắn sẽ làm. Trần Chí Bảo nói ngắn gọn, có cha có mẹ thì mới có hắn trên đời.
Bởi vậy, tính mạng của hắn không có gì phải tính toán. Hắn chỉ mong Việt Nam không thả con trai của Nguyệt Vượng Hòa là Nguyệt Chí Hữu, vì hắn phạm tội chiến tranh, đã sát hại 50 ngư dân Việt Nam tại đèo Hải Vân. Câu chuyện này phải diễn ra bí mật, và nếu biết Nguyệt Vượng Hòa sẽ ngăn cản. Hiện nay, cha mẹ Trần Chí Bảo đang bị giam tại Nam Ninh, cách biên giới Việt Nam chừng 200 km. Nếu Lý Tắc Thành đồng ý, chắc chắn kế hoạch này thành công đến 80%. Bởi trại trưởng trạm giam Bác Bảo là người của Lý Tắc Thành. Trong thâm tâm, Lý Tắc Thành chỉ muốn cứu con trai hiện đang bị giam giữ ở trại giam Thanh Xuân, Hà Nội. Còn ông ta sẽ được đưa về Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị qua. Lý Tắc Công vốn là một giáo viên giảng dạy lịch sử tại một trường đại học tại Bắc Kinh. Anh ta không thích dính dáng đến chính trị. Chẳng qua vào năm 2020, anh chàng vì muốn cứu cha nên làm bậy mà vô tình mắc vào tội khủng bố. Anh ta đã sử dụng súng giả, thuốc nổ giả, chứng tỏ con người của anh ta không hề có ác ý trong vụ án cứu cha. Chính Trần Chí Bảo khẳng định Lý Tắc Thành sẽ không lật lọng trong vụ trao đổi người này, bởi cái ông ta cần là sự tự do cho con trai. Ngược lại, cha mẹ Trần Chí Bảo đã già, không có tội tình gì, chẳng qua phía Trung Quốc bắt ép để ép Trần Chí Bảo phải nộp mạng. Trong câu chuyện này xong xuôi, khi đó Nguyễn Phượng Hòa có biết chuyện cũng không dám làm to. Cấp bậc và chức vụ của Nguyễn Phượng Hòa tuy lớn hơn tướng Lý Tắc Thành, nhưng Lý Tắc Thành, Tập Cận Bình lại là anh em kết nghĩa với nhau, nên Nguyễn Phượng Hòa không thể làm gì được. Dù sao Tập Cận Bình cũng muốn cứu cháu trai của mình là Lý Tắc Công. Kế hoạch này khá hay, nhưng nếu tướng Bùi Cao Khánh đồng ý, thì khác nào đồng ý để cho Lý Tắc Thành sát hại Trần Chí Bảo. Trong một sự kiện khác liên quan đến câu chuyện mất tích của con gái ông Tập Cận Bình, vào đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay, quân đội Việt Nam đã mở cuộc tấn công trầm rộ vào khu căn cứ Long Chen của nhà nước Hơ Mông tự trị ở biên giới Lào. 2.000 lính do tướng Bùi Cao Khánh chỉ huy trực tuyến đã đánh thẳng vào sân bay Long Chen, sau đó đánh thẳng vào cơ sở chỉ huy của tổ chức phản động này. Trong trận chiến không cân sức, bộ đội Việt Nam khá vất vả chống đỡ với đội quân 20.000 lính của người Hơ Mông do tướng Vàng Bao chỉ huy từ trung tâm. Kẻ chỉ huy trực diện do tướng Trần Vũ Nghĩa, tên Việt Giang phản bội, được Nguyễn Phượng Hòa dẫn lên để cầm đầu chống lại nhà nước Việt Nam. Theo nguồn tin từ biên giới nước Lào báo về, vào lúc rạng sáng nay, quân chủ lực của ta đã phải rút lui mà không đạt được mục đích chính. Đây là cái sức vẹn toàn để bảo vệ lực lượng của tướng Bùi Cao Khánh. Quan điểm của ông, nếu không chiếm được thế thượng phong thì phải rút lui ngay để bảo toàn lực lượng, sau đó chờ đợi cơ hội để tấn công lại lần sau. Trước đó, theo một nguồn tin tình báo của tướng Bùi Cao Khánh nhận được, tin con gái bà Bành Lệ Viện bị Nguyễn Phượng Hòa bắt đưa sang khu căn cứ Long Chen của Lào. Tuy nhiên, khu giam giữ của Tập Minh Trạch ở đâu thì nguồn tin này không nắm vững, chỉ biết rằng đội quân cảm tử 700 lính của Nguyễn Phượng Hòa do tướng Trần Vũ Nghĩa chỉ huy đang giam giữ Tập Minh Trạch. Vì lo sợ cho an toàn của con gái, bà Bành Lệ Viện đã cầu xin tướng Khánh hãy giải cứu con gái mình. Trong thâm tâm, tướng Bùi Cao Khánh chưa muốn xuất binh. Ông sợ trận đánh này không đem lại kết quả tốt vì chưa biết chính xác Tập Minh Trạch bị giam giữ ở đâu. Tuy nhiên, nhìn bà Bành Lệ Viện héo hơn lo cho con gái, nên ông đã quyết định cho quân lính tấn công vào khu căn cứ Long Chiên. Trong đợt tấn công này, tướng Bùi Cao Khánh chia ra làm hai đội quân. Một đội quân 500 binh lính tấn công thẳng vào khu vực sân bay, kéo giãn đội hình địch. Đội quân còn lại gồm 1.500 lính tấn công vào ban chỉ huy của bọn chúng. Số 500 quân lính khi tiến công vào được sân bay Long Chen đã đốt cháy và cho nổ tung hai chiếc máy bay trực thăng quân sự. Lính của quân đội Vàng Bao đã ùa ra sân bay để cứu cháy, nhưng lực lượng của chúng quá đông. Bởi vậy, khi đội quân còn lại tấn công vào ban chỉ huy, bọn chúng vẫn dư sức tấn công ngược trở lại. Được biết trước đó, tên Trần Vũ Nghĩa đã hai lần gọi cho bà Bành Lệ Viện, yêu cầu bà làm theo yêu cầu của hắn, bắt buộc tướng Bùi Cao Khánh phải từ chức. Ngay sau đó, ông phải rời khỏi đất nước Việt Nam, đi bất kỳ nơi đâu ông muốn. Ý của bọn chúng rất rõ ràng là muốn tướng Bùi Cao Khánh vi phạm điều luật. Sau khi ông bỏ đi, có quay trở lại thì cũng khó được phục chức. Một mặt khác, Nguyễn Phượng Hòa muốn bà Bành Lệ Viện sau đó phải gặp tên Trần Vũ Nghĩa nhận lại con gái. Khi đó chúng sẽ thả Tập Minh Trạch, nhưng lại bắt giữ bà Bành Lệ Viện. Đây là những gì mà nguồn tin báo từ Lào báo về cho biết. Tại thủ đô Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình biết con gái mình bị mất tích một cách bí hiểm
Tuy nhiên ông vẫn không rõ đối phương bắt giữ con gái ông là ai và mục đích của đối phương muốn đòi hỏi gì. Tất cả những vụ án mà ông ta giao cho Ngụy Phượng Hòa phụ trách, bởi ông ta mới từ cõi chết trở về khi vừa trải qua một cơn đột quỵ. Bà Bành Lệ Viện cũng không dám báo tin này cho Tập Cận Bình. Có hai lý do bà muốn giấu kín nguồn tin. Vấn đề đầu tiên, bà lo lắng ông Tập Cận Bình sẽ bị sốc khi biết tin Tập Minh Trạch bị bắt sang Lào. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì, thì chính con cái của bà có thể làm liều và hậu quả không biết thế nào mà lường. Điều thứ hai, ông Tập nếu biết tin, có thể sẽ đưa quân đội sang Lào làm hỏng việc. Những kẻ đang giam giữ Tập Minh Trạch cũng có thể làm liều khi dồn bọn chúng vào đường cùng. Trong câu chuyện này, bà Bành cũng không thể hiểu hết ý đồ của Ngụy Phượng Hòa muốn gì ở bà. Trong hai cuộc điện thoại trao đổi điều kiện với kẻ bắt cóc con gái bà nói rất rõ là muốn hành hạ bà sẽ tự đem thân đến nộp. Tuy nhiên trước đó phải thả con gái bà ra. Nhưng kẻ bắt giữ đã nói rằng mạng sống của bà không đáng giá xu nào đối với bọn chúng. Vấn đề chúng cần là tướng Bùi Cao Khánh phải từ chức. Câu chuyện con gái bà Bành Lệ Viện bị bắt giữ vẫn đang trong vòng đàm phán. Vào buổi sáng ngày hôm nay, những kẻ bắt giữ đã điện đàm nói với bà Bành Lệ Viện rằng nếu bà vẫn cố tình cứu con gái bà theo cái cách thuyết phục tướng Bùi Cao Khánh đưa quân đến đánh phá, thì bà sẽ nhận được xác của con bà trong nay mai. Đây là lời cảnh báo đáng sợ nhất mà bà Bành từng nhận được. Bởi vậy, bà Bành Lệ Viện đang hết sức lo lắng. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi.